Kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ, trang giới thiệu các sản phẩm về bộ phát wifi thiết bị mạng và modem router. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn bộ sản phẩm Tenda, đó là bộ sản phẩm Tenda F6, bộ wifi router wifi cũng như là bộ có chức năng repeater. Thì sau đây là trên tay mình đang là bộ Tenda F6 của hãng ADNT phân phối tại Việt Nam. Đây, các bạn nhìn sơ qua thì cũng biết là bộ Tenda F6 này gồm có 4 dao anten và đó là màu trắng cũng như các thế hệ Tenda, các model Tenda trước đây. Thì bên trong của chiếc sản phẩm này thì mình sẽ nói qua về thông số của bộ Tenda F6. Sau đây thì mình sẽ mở hộp ra của bên trong chỗ chiếc Tenda F6 này cho các bạn xem. Chiếc Tenda F6 này trông rất là hầm hố và giá của nó cũng rất là rẻ thôi. Các bạn có thể chưa đến 400.000 các bạn đã mua được bộ Tenda F6 rồi. Đây, thì mình sẽ để chiếc hộp bên cạnh. Đây là chiếc Tenda F6 này. Đây là hướng dẫn sử dụng này, các bạn lưu ý này. Hướng dẫn sử dụng đây, hướng dẫn sử dụng và cài đặt thì rất là dễ thôi. Các bạn mở ra thì đây là tiếng Anh nhưng các bạn có thể nhìn hình và các bạn có thể thao tác được. Đây, đây là bộ Tenda F6 của chúng ta, trông rất là đẹp, dầu rất là dài, hãng này 4 dầu, các bạn lưu ý nhé, 4 dầu wifi này, mỗi dầu dài đến 5 dB, có chức năng thu phát sóng rất là tốt. Đây là logo Tenda này. Đây là đèn báo điện vào cũng như là cái tín hiệu này. Đèn báo chung các bạn nhé, một đèn báo thôi. Đèn báo bên dưới của chiếc Tenda này. Đây là đèn nguồn, nguồn của nó thì vẫn là nguồn 9V 6A đây. Đây là nguồn các bạn lưu ý nhé. 9V 6A này, 600mA này. Đây là dây LAN. LAN thiếu bộ. Thì mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ nói tiếp về chiếc Tenda F6 này. Chiếc Tenda F6 này thì 4 dầu đèn. Đây là nguồn đường cắm vào này. Đây là cổng WAN. Cổng WAN đó là cổng cắm LAN vào để phát wifi các bạn lưu ý nhé. Đây là cổng cắm vào này. 3 cổng LAN ra này. LAN 1, LAN 2, LAN 3. Đây là 3 cổng LAN ra này. Còn nếu chúng ta dùng chức năng repeater thì chúng ta không cần cắm chức năng cổng LAN WAN này. Chúng ta sẽ thu wifi từ xa và nó phát lại. Các bạn lấy LAN thì các bạn cũng cứ cắm 3 cổng này. Đây là chức năng đây là cái nút tròn tròn này, là nút reset này. Reset thì các bạn muốn thay đổi là mật khẩu cũng như là muốn trở về cái bộ phát này, trở về trạng thái ban đầu này. Đây là các thông số cũng như là các website của bên Tenda này, thông số của bộ sản phẩm này, model sản phẩm này, địa chỉ IP để cấu hình này, nguồn này. Đây là mác này, các bạn lưu ý này. Cái số mác này dùng để check bảo hành, các bạn lưu ý nhé. Cái số mác này chúng ta sẽ chia check bảo hành bằng cái số mác này, các bạn không cần phải bằng tem đâu, chỉ cần các bạn cầm đến hãng ADNT trên chỗ Tương Mai ấy, nhớ không nhầm thì như bảo hành trên đấy, hoặc là các bạn có thể check bảo hành ADNT, bảo hành Tenda thì trên Google ấy, thì nó sẽ ra các rất là nhiều địa chỉ bảo hành. Thì chúng ta sẽ dùng cái số mác này check trên cái hệ thống của Tenda thì nó sẽ ra cái ngày kích hoạt sử dụng cũng như là ngày xuất cũng như là hạn hết hạn của thiết bị. Đây, trên đây là Tenda F6. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách đổi tên bộ Tenda F6 này cũng như là chúng ta sẽ thử cấu hình thu chức năng repeater hay là để tiến hành đổi tên cũng như là mật khẩu của bộ phát wifi Tenda F6 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên chiếc máy tính hoặc các bạn có thể đổi trên chiếc điện thoại cũng được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên chiếc máy tính cho nó đơn giản cũng như là nhìn nó cho nó dễ dàng. Thì đây là bộ Tenda F6 của mình, có tên là Tenda F6693F18. Thì sau khi bật lên thì nó sẽ không có mật khẩu, nó sẽ như thế này. Thì các bạn sẽ kích vào cái Tenda F6 này, các bạn ấn Connect thì nó sẽ truy cập vào mạng. Thì chiếc máy tính sau khi mình bấm vào Tenda F6 này thì nó đã bắt được mạng rồi. Đây các bạn lưu ý này, đây nó có Internet nhé. Nhưng mà trên thực tế thì nó chưa thông mạng, nên nó chưa lót được nên nó sẽ vẫn có Internet. Nhưng mà thực ra của nó là không có Internet đâu. Đây mình sẽ kiểm tra luôn cho các bạn này. Mình sẽ vào trong một trình duyệt cúc cốc đi. Mình sẽ vào trong trang là YouTube để kiểm tra xem nó đã chạy chưa nhé. Tại vì đây là bộ mình mới cắm nên nó không có thể có mạng được. Đây, nó không chạy các bạn này. Đấy, bấm vào YouTube nó không chạy nhé. Thì để tiến hành thay đổi tên cũng như mật khẩu và bộ chức năng repeater thì mình sẽ tiến hành như sau. Các bạn cái xóa cái trang này đi. Đấy, nó không có mạng này. Mình sẽ vào 192.168.0.1. Đây là cái địa chỉ IP của trên chiếc Tenda để cũng để truy cập cũng như thay đổi tên cũng như mật khẩu này. Đây, hiện tại các bạn nhìn trang chính này thì nó có 3 biểu tượng. Đây là biểu tượng từ mạng sang router và sang máy tính thì nó chưa thông nhé. Đấy.
Và để đổi tên cũng như là một mật khẩu của bộ phát Tendai F6 này thì mình sẽ tiến hành như sau. Các bạn sẽ bấm vào trong mục đó là mục WLAN setting. Đây, mình sẽ bấm nó vào trong cái mục là WLAN setting để các bạn đổi tên cũng như là mật khẩu của bộ phát Tendai F6 này. Bấm vào WLAN setting này thì đây là cái tên của bộ phát Wi-Fi Tendai F6 này. Đây, có tên nó là Tendai SIP-693F18. Đây, khi các bạn muốn đổi tên thì các bạn sẽ đổi tên ngay ở trên chỗ phần Tendai F6 này. Thì mình sẽ đổi tên nó là thành mình sẽ xóa cái tên cũ của nó đi. Thì mình sẽ đặt tên của mới của mình, các bạn có thể đặt tên tùy ý. Ví dụ như mình đặt là sống chọn Pro chẳng hạn. Còn bên dưới các bạn lưu ý nhé, cái chỗ phần Not này này là lúc nãy cái bộ phát nó đang để mật khẩu trống, nó không để mật khẩu thì nó sẽ để Not như vậy. Với các bạn mà muốn thêm điền mật khẩu vào đấy thì các bạn sẽ kéo xuống một trong các dòng bên dưới. Theo mình thì các bạn sẽ chọn trong cái dòng dưới cùng của nó, dòng đầy đủ chức năng hết của cái Tendai F6 này. Khi mà các bạn kích vào đấy rồi thì nó sẽ hiển thị ra cái ô đó là mật khẩu của các bạn, thì các bạn sẽ nhập vào đấy là 8 ký tự. Bất kỳ dài hơn cũng được, nhưng tối thiểu phải là 8 ký tự. Thì sau đây mình sẽ bấm vào cái phần cuối cùng để cho nó ra mật khẩu và mình sẽ tiến hành cài đặt. Thì sau khi mình hiển thị mật khẩu này thì nó yêu cầu 8 ký tự thì mình sẽ nhập mật khẩu đơn giản thôi. Mình sẽ tạo nó là 4 số 6 và 4 số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây, hiện tại thì đã xong rồi. Sau khi mà đặt tên sống chọn Pro xong và mật khẩu 4 số 6 4 số 8 thì mình sẽ ấn vào OK. Thì nó sẽ yêu cầu là các bạn có muốn thực hiện không thì mình sẽ bấm vào OK tiếp. Thì sau khi bấm OK rồi thì nó sẽ tiến hành đó là quét lại và cũng như là đẩy cái wifi cũ này đi, nó sẽ hiển thị cái wifi mới. Thì sau khi mà tiến hành xong thì mình sẽ ra cái mục wifi tiếp. Đấy, cái sâm chọn pro của mình nó lên rồi đấy các bạn này. Đấy, rất là nhanh. Đây, muốn bây giờ cầm cái tên sâm chọn pro nó đã thay cho cái tên F6 rồi thì mình sẽ bấm vào đấy để nhập mật khẩu. Các bạn sẽ đổi nhập một cái mật khẩu các bạn vừa mới đổi, thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của sâm chọn pro này là 4 con 6 và 4 con 8. 1 2 và 4 5 6 7 8 này, các bạn ấn vào OK. Đấy. Thế là chúng ta đã tiến hành thay đổi xong tên cũng như là mật khẩu cho bộ phát Wi-Fi Tendai F6 rồi nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sang bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ tiến hành chức năng repeater hay còn gọi là chức năng thu phát không dây cho bộ Tendai F6 này. Thì cũng các bạn cũng vào y hệt như lúc đầu rồi vào trong thay đổi thì chúng ta sẽ vào 192.168.0.1 thì các bạn sẽ nhìn ngay cái giao diện chính của nó. Đây, vẫn là ba cái thiết bị như internet này, nó chưa thông với router. Nhưng mà từ router với đến bộ bên máy tính của mình nó thông rồi, là thông qua mạng LAN đấy. Thì các bạn sẽ ấn vào Internet Setting. Các bạn quan tâm cho mình cái dòng trên cùng là router kia. Các bạn sẽ quan tâm cho mình cái chỗ Universal Repeater, các bạn sẽ tích vào đấy. Đấy là cái chức năng của nó là thu phát không dây. Thì sau khi kích vào đây thì các bạn nó sẽ hiển thị ra một list danh sách ở những cái wifi nó gần đấy. Thì các bạn là sẽ lưu ý cho mình đó là cái wifi nào các bạn muốn kích thì các bạn bắt buộc nó phải có mật khẩu của bộ của cái wifi đại gốc đấy thì các bạn kích. Ví dụ như vào Xuân Anh thì các bạn sẽ có mật khẩu của nó, hay là Nguyễn Thành thì các bạn sẽ có mật khẩu của nó. Các bạn kích cái mật cái wifi nào thì các bạn phải có bắt buộc phải có mật khẩu thì nó mới repeater được. Thì mình sẽ kích vào cái wifi Nguyễn Thành, các bạn tích vào đấy thì nó sẽ yêu cầu cái nhập password, password của cái wifi Nguyễn Thành này. Thì mình sẽ cái nhập password của nó đó là mình nhập cái tên mật khẩu của bộ tên là bộ Nguyễn Thành này. Mình sẽ nhập đó là mật khẩu của nó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì bắt đầu mình sẽ nhập vào đấy. Đây, sau đây mình sẽ gõ cái wifi của bộ này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau khi nhập xong thì mình sẽ ấn vào connect, các bạn lưu ý nhé. Sau khi nhập xong rồi mình sẽ ấn vào connect thì nó sẽ chạy, nó sẽ report lại, thì nó sẽ report lại bộ phát và cũng như là để cấu hình của bộ chức năng repeater thì nó chạy từ 0 đến 100% thì nó sẽ thoát ra ngoài và khi đấy sẽ thành công. Đây, mình đang đợi cho nó report đến tầm 41 rồi này, 45. Các bạn đợi một chút. Nó chỉ các bạn thao tác này thì nó trong vòng tầm khoảng 1 phút là xong thôi. Rất là nhanh. Đấy. Hiện tại nó đã lên 69% rồi. Đây, hiện tại thì cái ở dưới cái phần cột sóng của mình nó đã tự đẩy cái bộ sống chọn Pro cái ra rồi và nó đã bắt cái wifi gốc rồi. Đây, sau khi mà report thành công rồi này thì chúng ta sẽ tiến hành đó là kiểm tra cái wifi mình vừa mới thực hiện chức năng repeater bằng cách đó là mình sẽ đấy Tenda không vào nữa, mình sẽ kích vào cái mạng cái cột sóng wifi bên dưới này để xem là đã kích thành công hay chưa. Thì đấy, sống chọn Pro này mình sẽ kích vào đấy,
các bạn lưu ý nhé, mình sẽ kích vào cái chấm chọn Pro này để xem là mình đã thực hiện chức năng repeater thành công hay chưa. Thì cái mật khẩu nó vẫn là 466 và 468 thôi. Đây, hiện tại thì nó đang bắt wifi, nó quét này. Đây, bắt xong rồi các bạn nhé. Các bạn đợi một chút. Đấy, nó sẽ quét cái IP của nó. Đây, xong ok rồi này. Đấy, thế là đã xong. Đấy, tiền đá đã chạy ra. Các bạn lưu ý này. Đấy, sau khi đã thông mạng rồi thì các bạn nhìn ngay cái biểu tượng đầu tiên của nó này. Từ cái router gốc sang cái router của mình sống chọn Pro đến cái máy tính đầu tiên đang có một thiết bị bắt. Thì nó đã thông mạng các bạn nhé. Xanh hết này. Đấy. Sau khi xanh hết thế này rồi thì các bạn sẽ quan tâm cho mình. Đó là mình sẽ thoát ra ngoài. Mình sẽ kiểm tra ngay trên một cái trình duyệt web bất kỳ. Thế là YouTube chẳng hạn. Thì mình sẽ vào trong YouTube, mình sẽ kiểm tra luôn xem là nó đã chạy hay chưa. Mặc dù là mình nhìn trong chỗ Tenda nó đã chạy rồi. Đây, YouTube nhé. Mình sẽ kích vào trong YouTube này. Chạy ra luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đây, YouTube chạy ra rồi này. Mình sẽ bật vào một cái trang, mình sẽ bật vào một cái clip bất kỳ. Đấy, clip bất kỳ chạy luôn rồi này. Đấy. Sau đây chạy rồi thì nó đã lên âm lượng ở đây. Nó đang chạy bình thường các bạn nhé. Đấy, mở âm lượng lên thì chạy ok rồi đấy. Trên đây là mình đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách đổi tên mật khẩu cũng như là bộ phát đổi tên cũng như là mật khẩu của bộ Tendai F6. Và cái thứ hai đó là chức năng thực hiện chức năng repeater trên bộ Tendai F6 để bắt wifi không dây một cách đơn giản và dễ sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.